Xin chào các bạn, đa số tất cả các cửa hàng đều mong muốn là khách hàng khi mà mua gọng kính là đều muốn thay chồng kính, bởi vì như thế thì lợi nhuận sẽ tăng gấp đôi. Nhưng mà đâu phải trường hợp nào là khách hàng thay chồng kính là cũng đều phải thay gọng kính mới đâu. Điển hình đó chính là đây, một chiếc gọng kính là rất là cũ rồi, tuy nhiên là khách hàng vẫn muốn giữ lại bởi vì khách hàng cực kỳ là yêu thích cái mẫu kính này, bởi vì khi đeo lên là rất là vừa vặn với khuôn mặt của khách hàng, cùng với đó là kiểu dáng cực kỳ độc đáo. Và điều đặc biệt hơn nữa đó chính là cái màu tròng kính này là có thể giúp khách hàng là đi ngày đi đêm. Tuy nhiên hiện bây giờ khách hàng đã có số độ nhìn xa và số độ nhìn gần, nên khi mà đeo cái kính này thì khách hàng không có thể nhìn rõ được nữa. Đa số các cửa hàng đều sẽ tư vấn là khuyên khách hàng bỏ cái gọng kính này đi, bởi thứ nhất á, cái gọng kính này đã quá cũ rồi, nếu mà trong lúc mà làm đều có hư hỏng gì thì không biết kiếm đâu phụ kiện để thay thế lại cho khách hàng. Thứ hai nữa, nếu mà nhận làm thì mà trong quá trình mà tư vấn lựa loại chọn loại tròng kính mà không phù hợp thì khi mà thay vào thì rất dễ mà hư hỏng, để dẫn tới là làm mất lòng khách hàng. Vì thế nên tất cả các cửa hàng đều ưu tiên là khuyên khách hàng sẽ lựa chọn một chiếc gọng kính mới là để từ đó dễ dàng thay tròng kính hơn. Mắt kính Việt thì khác, luôn luôn chiều theo ý của khách hàng là thượng đế. Cũng như các bạn nghĩ xem, một món đồ mà các bạn đang thích, bây giờ người khác bảo các bạn bỏ đi thì các bạn có thích thú hay không? Quay lại với trường hợp này là khách hàng rất may mắn khi mà tìm tới được mắt kính Việt, bởi vì chúng tôi tự hào là một cửa hàng mà không thiếu bất kỳ loại tròng kính chính hãng nào cả. Và đối với chiếc gọng kính này là mình đã đặt cho khách hàng, đó là một cặp tròng kính đa tròng đặt đánh Essilor Smart Lens GVS. Và đặc biệt hơn nữa là cái cặp tròng này là đã được mình phủ màu lên để giúp khách hàng có thể đi ngày đi đêm. Nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao mình lại lựa chọn cặp tròng kính đa tròng Essilor Smart Lens GVS cho khách hàng. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn kỹ hơn. Đầu tiên đó là khách hàng của mình là họ sẽ có độ nhìn xa và độ nhìn gần, thì mình sẽ phải tư vấn cho họ là kính đa tròng. Và nổi bật ở trong đó là sẽ có cái dòng Smart Lens của Essilor. Thì đây là một cái dòng rất là nổi bật vì nó sẽ cho cái khoảng nhìn cực kỳ là trung thực ở giữa ba vùng, đó là vùng nhìn xa, vùng trung gian và vùng nhìn gần. Cùng với đó là công nghệ Freeform thì sẽ giúp cho các kỹ thuật viên bên mình tháo ráp vào cái tròng kính này sẽ cực kỳ là dễ dàng, và cùng với đó là khách hàng sẽ dễ dàng thích nghi được với cái tròng kính đa tròng này. Kế tiếp, các bạn để ý rằng cái mẫu kính mát này đó là cái gọng kính bắt ốc, các bạn có thể ý các đầu ốc khoan ở đây. Vì thế cái việc mấu chốt của trong cái vấn đề này là nó về tư vấn tròng kính của cái cửa hàng, bởi vì nếu mà chọn chất liệu không đúng thì coi như hỏng hết việc, bởi vì khi mà thay vào á thì tròng kính rất là dễ bị bể và bị hư. Vì mà chưa nói đây là tròng kính đa tròng đặt đánh nha các bạn, vì thế mức giá là cực kỳ là cao, và cùng với đó là cái thời gian đặt đánh rất là lâu. Mà nói đi đâu xa, các bạn có thể để ý ngay kể cả tròng zin của hãng ở đây, với chất liệu cơ bản thôi các bạn đã thấy nó bị nứt đây này. Nếu mà bị vô tình mà đụng mạnh vô hoặc là rơi á thì rất có khả năng là cái tròng này sẽ bị vỡ ra. Vì thế là bên cửa hàng của mình đã tư vấn và lựa chọn cho khách hàng đó là một cái chất liệu, đó là GVS. Đây là một trong những cái chất liệu cứng và bền nhất hiện bây giờ. Lúc này là chiếc mắt kính của khách hàng khi mà thay vào thì có vô tình mà bị rơi hoặc là bị va chạm mạnh thì khách hàng cũng sẽ yên tâm là tròng kính là sẽ rất là khó bị bể. Cũng chính vì muốn cho tròng kính của khách hàng là bền đẹp hơn mà bên mình đã lựa chọn chất liệu đó là chất liệu GVS. Nhưng mà cũng chính là chất liệu GVS này đã làm khó bên mình, bởi vì khách hàng là muốn phủ màu lên cái cặp tròng kính này để giúp khách hàng có thể đi vừa đi ngày vừa đi đêm và chống chói ánh đèn xe. Tuy nhiên các bạn biết rằng là cái cặp tròng kính chất liệu bằng GVS á thì đây là một trong những cái chất liệu bền và cứng nhất hiện bây giờ, nên cái việc phủ màu lên cái cặp tròng kính đó rất là khó. Và tuy nhiên với những cái kinh nghiệm lâu năm cùng với cái sự am hiểu kỹ thuật sâu sắc, và cùng với đó là cái đại lý của rất nhiều hãng tròng nổi tiếng trên thế giới, bên cửa hàng mắt kính Việt bên mình đã tin tưởng lựa chọn thương hiệu Essilor, thương hiệu tròng kính số 1 đến từ Pháp. Và với những cái công nghệ và máy móc kỹ thuật hiện đại thì Essilor đã thành công trong việc phủ màu lên cặp tròng kính GVS, chất liệu GVS như thế này. Và quả là không có cái gì mà hoàn hảo hơn khi mà là lựa chọn chiếc tròng kính đa tròng Essilor Smart Lens GVS cho cái cặp gọng kính này. Nó đáp ứng đầy đủ tất cả các nhu cầu của khách hàng. Và đây chính là cặp tròng kính đa tròng đặt đánh Smart Lens GVS đến từ thương hiệu Essilor đã được kỹ thuật viên bên mình mài ráp vào chiếc gọng kính cho khách hàng. Quá đẹp phải không các bạn?
ở trên chiếc tròng kính đa tròng này sẽ nó có những cái điểm ký hiệu là điểm nhìn xa và điểm nhìn gần, giúp khách hàng mới đeo vào thì có thể biết được cái những cái điểm này để giúp chúng ta nhìn rõ. Trên tròng kính sẽ có những thương hiệu ký hiệu là tròng kính này như là Smart Lens và chất liệu là Chivet. Vì chất liệu này tròng kính là bằng Chivet nên các bạn có thể ý các những cái đầu khoa như này này sẽ đảm bảo là không có bị tức vỡ trong quá trình sử dụng. Và đặc biệt hơn nữa là chiếc tròng kính này đã được cái phủ màu lên đúng theo cái màu yêu cầu của khách hàng, giúp khách hàng có thể đi ngày đi đêm. Tròng kính đa tròng Essilor Smart Lens Chivet phủ màu mát là một trong những cái lựa chọn tuyệt vời nhất dành cho các bạn khi mà các bạn sử dụng những loại gọng kính mắt ốc. Và các bạn hãy luôn nhớ rằng bất kỳ các bạn điều gì các bạn thích thì mắt kính Việt đều có thể đáp ứng được. Không có một loại tròng chính hãng nào mà bên mình không có. Mắt kính Việt đại lý ủy quyền bán lẻ tròng kính chính hãng Essilor hàng đầu tại Việt Nam. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.